Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ ngày 22 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã ban hành văn bản số 246 về việc triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Vấn đề này đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, nhất là người dân, doanh nghiệp về lưu thông thực hiện các biện pháp cách ly phòng dịch khi có nhu cầu đi và đến Ninh Bình. Trong mục dân hỏi cơ quan chức năng trả lời ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để cùng trao đổi làm rõ những vấn đề mà người dân cũng như là doanh nghiệp đang rất là quan tâm. Vâng ạ, trước hết thì xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình và câu hỏi đầu tiên xin gửi tới ông có nội dung như sau ạ. Rất là nhiều người dân đang quan tâm đến vấn đề về cách ly y tế và theo tinh thần của nghị quyết 128 cũng như là công văn 246 thì người dân về Ninh Bình theo từng vùng dịch sẽ phải lưu ý và áp dụng các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch cụ thể như thế nào, thưa ông? Sau khi có nghị quyết 128 thì cái văn bản 246 thì cũng đã phân ra làm các cái nhóm đối tượng, cụ thể là dựa vào cái cấp độ phòng chống dịch. Ví dụ như người dân về từ cái vùng mà có tiếp xúc với lại các cái ca bệnh COVID gọi là F1 hoặc là đi và về Ninh Bình thì ở các cái vùng cấp 4 là vùng đỏ, và đối với từng người một thì vùng đỏ đấy thì cũng phân ra làm hai nhóm. Thứ nhất là cái nhóm mà đã tiêm phòng vaccine đủ liều và có cái giấy xác nhận hoặc đã qua cái thời gian theo dõi điều trị COVID-19 và có cái giấy hoàn thành cái thời gian đó trước cái khoảng thời gian 6 tháng kể từ ngày mà bệnh nhân ra viện, thì cái mức độ cách ly tập trung là chỉ có 7 ngày. Những trường hợp là tiêm vaccine chưa đủ liều hoặc là chưa tiêm ấy, thì lại cấp độ nó cao hơn, tức là cách ly tập trung 14 ngày và theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà tiếp 14 ngày nữa và lấy mẫu xét nghiệm. Thế rồi đối với lại vùng cam thì cái cấp độ lại giảm đi. Đấy, thì ví dụ như là những trường hợp đã tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine rồi thì chỉ cách ly tại nhà là 7 ngày. Còn lại là những trường hợp mà chưa tiêm phòng vaccine và chưa tiêm đủ thì phải cách ly tại nhà là 14 ngày. Ví dụ như vậy. Thì tiếp theo đó, ví dụ như đối với vùng vàng, vùng xanh thì cũng tương tự như vậy. Thì đối với vùng xanh thì những người về từ vùng xanh thì chỉ tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Nó giảm cái cấp độ như vậy. Nói như thế thôi thì để người dân cũng phải tìm hiểu kỹ cái văn bản 246 để đọc, để tham chiếu lại bản thân mình với lại mình về từ vùng nào. Đấy, còn trong đó thì có đặc biệt lưu ý là có những cái tình huống đối với những cái trường hợp khác, thì đặc biệt là những cái trường hợp mà về từ những cái vùng mà tỉnh Ninh Bình là xác định là những cái vùng các địa phương đấy có cái yếu tố dịch tễ là phức tạp thì được coi như là cấp độ 4, lại vùng đỏ. Ví dụ như một số tỉnh mà trong văn bản 246 cũng đã nêu đó, miền Bắc thì những cái tỉnh giáp danh với lại Ninh Bình, ví dụ như là tỉnh Hà Nam, ví dụ như là Ý Yên, Nam Định, bây giờ là thành phố Nam Định nữa, rồi Bỉm Sơn của Thanh Hóa, vân vân. Thế thì những cái trường hợp đặc biệt này thì được là xếp vào là cấp độ 4. Cái đối với những cái địa phương mà có yếu tố dịch tễ phức tạp mà được Bộ Y tế, đặc biệt là tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế thông báo thì sẽ cập nhật ở trên cái website của Sở Y tế, cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh Bình. Thì hàng ngày chúng tôi có cập nhật như vậy. Thế thì người dân cũng hết sức lưu ý. Thưa ông ạ, hiện nay thì các cái chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh thì vẫn đang duy trì để đảm bảo kiểm soát hiệu quả người cũng như là phương tiện về Ninh Bình. Người dân thì muốn biết là khi lưu thông qua các chốt thì sẽ phải lưu ý và thực hiện những gì ạ? Theo công văn 246 thì người dân không phải làm xét nghiệm cũng như là xuất trình giấy tờ xét nghiệm tại các chốt kiểm dịch. Tuy nhiên thì như trên tôi cũng nói là người dân qua các chốt kiểm dịch thì phải khai báo y tế, thậm chí là quét QR code, thế rồi là phải tham chiếu với lại cái những cái nội dung mình về từ vùng nào, thì để là mình nắm được cũng như là các cái cán bộ mà đang thực hiện kiểm soát ở các chốt nắm được là yêu cầu là phải xuất trình các cái giấy tờ tùy thân liên quan, ví dụ như là để chứng minh rằng là mình ở vùng xanh hay là mình ở vùng vàng, ở vùng cam, vùng đỏ. Thế rồi tiếp theo nữa đó là phải tại chốt thì người dân cũng phải khai báo là về đâu, địa điểm nào. Thế rồi là phải chứng minh được rằng tôi đã tiêm 2 mũi vaccine. Thế rồi là chứng minh được rằng là tôi đã mắc COVID trong vòng 6 tháng trở lại đây. Thì để trên cơ sở đó thì sẽ
các cái cán bộ ở chốt sẽ thông báo về các cái địa phương. Ví dụ trường hợp A này thì là thuộc cái nhóm đối tượng là ở cấp độ 4 hoặc là cấp độ 3, cấp độ 2, cấp độ 1, tức là vùng xanh, vùng vàng, vùng cam và vùng đỏ, để mà các cái cơ sở y tế ở địa phương mà nơi người dân về là biết được là đối tượng này thuộc cái có phải cách ly hay không, tự theo sức khỏe hay là phải cách ly tại nhà hay là phải cách ly tập trung. Vâng ạ, để bảo vệ những cái thành quả trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thì ông có khuyến cáo gì đối với người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, thưa ông? Mỗi người dân là phải thực hiện tốt cái việc là 5K để phòng chống dịch. Cái thứ hai là nâng cao cái trách nhiệm của bản thân và khai báo y tế là phải trung thực. Và nắm được cái tinh thần chỉ đạo tại công văn 246 của Ban chỉ đạo tỉnh ngày 22 tháng 10. Đấy, không những là cho bản thân, cho gia đình, mà thậm chí tại địa phương của mình mà có những cái trường hợp mà về từ cái vùng dịch mà đáng lẽ phải cách ly nhưng mà không thực hiện cái biện pháp cách ly và khai báo y tế gian dối thì mình có thể là tố giác các cái trường hợp đó để mà nâng cao cái tinh thần và trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, với sức khỏe của người dân. Và tiếp nữa là người dân phải tích cực tham gia cái việc mà ủng hộ cái chiến dịch tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, và mỗi người dân là một cái tuyên truyền viên tích cực và có cái trách nhiệm đối với lại cái việc mà mình thực hiện phòng chống dịch. Đối với các cái cơ quan tổ chức rồi là đối với các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thì phải có cái kế hoạch mà phòng chống dịch rồi đảm bảo cái việc mà định kỳ phải xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ nhân viên. Thế rồi là đối với lại lưu thông cũng vậy, thì tỉnh đã có cái chỉ đạo là cho phép là nối lại các cái tuyến chở khách là liên tỉnh, nội tỉnh. Tuy nhiên là chỉ có cho phép ở cái cấp độ đến cấp độ 1, cấp độ 2, tức là đến vùng xanh và vùng vàng, hay còn vùng cam và vùng đỏ thì chưa cho phép vận chuyển. Vâng ạ, với cái sự chỉ đạo cũng như là những cái giải pháp linh hoạt kịp thời của tỉnh cũng như là của các ngành chức năng và sự ý thức trách nhiệm của người dân thì tin rằng công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh sẽ vẫn được kiểm soát tốt, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Lê Hoàng Nam đã tham gia với chương trình, và ngay sau đây sẽ là những thông tin tiếp theo của chương trình thời sự.